Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuốc trừ sâu rất là hiệu quả, đó chính là Stun 20SL. Đây là một giải pháp rất là ưu việt, giúp kiểm soát và phòng trừ các loại côn trùng gây hại cho cây trồng. Stun 20SL có thành phần chính là imidacloprid, là một hoạt chất thuộc nhóm neonicotinoid, nổi bật với khả năng tiêu diệt côn trùng hiệu quả qua cơ chế tác động lên hệ thần kinh của chúng, tặc trị các loại côn trùng chích hút. Với một khả năng lưu dẫn nhanh và mạnh, Stun 20SL giúp tiêu diệt hiệu quả các loại côn trùng, hiệu lực cao với hiệu quả kéo dài. Thuốc có khả năng giữ lại các dụng lâu dài, đảm bảo sự bảo vệ liên tục cho cây trồng khỏi các tác động của côn trùng gây hại, phòng trừ được rầy nâu, bọ trĩ trên cây lúa của chúng ta, hay thậm chí là phòng trừ được cả rệp sáp, bọ xích lúa trên tiêu, hay tiêu diệt được cả rệp vẩy, rệp sáp trên cây cà phê, phòng trừ được bọ xích mũi trên cây điều, hay đánh bay được bọ trĩ và rầy bông trên cây xoài. Khi ta sử dụng thì ta nên pha 120ml đến 150ml trong 200 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.